được bạn trai là cao trên 1m65, nặng là dưới 65kg, không hút thuốc, không ăn nhăn. Như vậy là quá nhiều rồi đó. Trong công việc gia đình thì vợ chồng mình đều chia sẻ công việc với nhau, nhưng mà đúng rồi, trừ rửa chén và giặt đồ. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu tên tuổi của mình nha. Mời em. Em xin kính chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng anh bên kia bước rèm và quý vị khán giả. Em tên là Sao Mai, năm nay 27 tuổi, đến từ Thanh Hóa và đang làm việc tại Đồng Nai, nhân viên văn phòng công ty gỗ xuất khẩu ạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và bạn cùng chơi ạ. Chào bạn. Em xin chào quý vị khán giả. Em tên là Mai Văn Hóa, em đến từ Đắk Lắk. Năm nay em 31 tuổi. Em hiện đang công tác và làm việc tại công ty cổ phần công nghiệp IBC. Và là em là kỹ sư. Tên hai bạn hôm nay cũng ấn tượng, một bạn tên là Sao Mai, một tên là Mai Văn Hóa. Mình giới thiệu một chút về tình trường của mình thử xem. Dạ, em thì lại có ba mối tình rồi. Ba mối tình rồi. Dạ. Mối tình sâu đậm nhất, dài nhất là bao lâu? Là 3 năm. 3 năm. Nhưng tại sao lại chia tay? Tại vì sao mà có cách lòng quá anh? Tại vì một người học ngoài Đà Nẵng và em thì ôn thi đại học ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Bên kia có sợ sao mà cách lòng không vậy ta? À, em cũng có mối tình như thế nhưng mà em không sợ. Giờ mình có đặt ra tiêu chí mình tìm một người bạn trai như thế nào không? Tìm ra một người bạn trai là ưa nhìn ạ. Cao trên 1m65, nặng là dưới 65kg, không hút thuốc, không có xăm hình, là một người có trách nhiệm, không lăng nhăng. Như vậy là được rồi. Như vậy là quá nhiều rồi đó. Bạn trai mình có đạt ra được những cái tiêu chí đó không? Dạ, lăng nhăng thì em không có, nhưng mà hút thuốc thì em có, tại vì em đi chỉ huy ở công trường á. Rồi, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Dạ, em cao 1m68 và em nặng 56kg ạ. Dạ, sao ốm vậy ta? Dạ. Sao? Ốm mà chắc. Thiếu chút thịt mình về mình nuôi được không? Dạ, được chị ạ. Mình có điểm mạnh và điểm yếu gì không nè? Điểm mạnh của em là biết chơi thể thao, đá banh, bóng chuyền, cờ vua. Ngoài ra thì hồi nhỏ thì biết làm thơ, vẽ tranh rồi theo thùa, nhưng giờ cũng quên rồi. Thì còn ngoài ra hát hò thì hát các nhạc quê hương trữ tình. Điểm yếu thì dễ tin người, có thể là nói nhiều một chút ạ. Không sao, thôi bây giờ mình hát đi. Điểm mạnh của mình là hát. Mình hát một bài hát gì đó tặng cho mọi người, tặng cho bạn trai ngồi bên kia nha. Em xin hát một đoạn ngắn ngắn, một bài hát rất vui nhộn thôi. Bài hát Ơi Cuộc Sống Mến Thương của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện ạ. Rồi. Có chú chim non nhỏ nhỏ, cất tiếng liêu lo như muốn ngò. Buổi sáng quanh ta như sao động, như bầu trời xanh bao ước mơ. Này chú chim ơi cho nhắn gửi lời hát vang lên trong trái tim mọi người. Cuộc sống hôm nay tuy vất vả, nhưng cuộc đời ơi ta mến thương. Em xin hết ạ. Hay quá. Bạn trai đáp từ liền. Đáp từ gì không? Bolero. Vâng, thì đến với chương trình hôm nay thì em xin tặng anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường cùng với bạn chơi và các quý vị khán giả một bài hát được mang tên Ai Cho Tôi Tình Yêu ạ. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng? Ngọt quá. Tôi xin dâng vòng tay mơ rộng và đón người đi vào tim tôi bằng mơ trên bờ môi. Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở. Thương còn đi, yêu thì chưa đến. Tên gọi tên, tình chưa đổ bến. Biết nẻo mô mà tìm. Ngọt quá, quá sức ngọt. Nói chung là hai bạn đều có năng khiếu ca hát hết. Mình có những điểm mạnh, điểm yếu nào nói cho bạn nữ biết luôn. Trong công việc gia đình thì nếu mà mình thương nhau lấy nhau về á, thì vợ chồng mình đều như nhau, đều chia sẻ công việc như nhau, nhưng mà đúng rồi, trừ rửa chén và giặt đồ. Trời ơi. Sao em có biết làm việc nhà gì không?
Cái đó thì em cũng không ngại, nhưng mà anh em không lo, mình có máy giặt với cả máy rửa chén luôn rồi. À, hay quá. Trời ơi, tính hay quá. Rồi, mình có đặt ra mẫu bạn gái lý tưởng của mình là người như thế nào không em? Nói chung một người đối với em thì trung thủy là được. Và cao cũng tương đồng với em là được rồi. Thông cảm và hiểu cho cái công việc của em. Có điều gì em không thích ở người bạn gái mình không? Nói chung là cái sự lè lẹt quá hoặc là phô trương quá, nói chung là em không thích. Có gia trưởng không bạn trai? Dạ không ạ. Nó cũng còn tuổi trẻ mà nghe nói chuyện sao mà nó giống cừ non quá à. Em chào chị ạ. Trời ơi, tóc modern quá ha. Nó nhọn lên vậy đó hả? Bây giờ mình có cái kế hoạch là mình tiến tới hôn nhân như thế nào không? Em thì có thể là 6 tháng đến 1 năm. Bây giờ mình quyết định là lập nghiệp ở đây luôn, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để chị sẽ nói giúp em. Chào em. Em ơi, anh này anh không có rửa chén, không có giặt quần áo được rồi nữa. Chuyện gia đình thì sao, tính sao? Em thấy không sao cả, bởi vì đàn ông con trai... Nãy em nói gì máy giặt vậy, thấy không ổn. Bởi vì á, đôi khi nhà cúp điện 3-4 ngày rồi máy giặt máy rửa chén đâu ra. Thật ra thì em nói thế thôi, nhưng mà trước giờ thì em cũng không có dùng máy giặt. Và rửa chén là công việc em yêu thích nhất. Trời ơi. Trời, bây giờ chị nói. Hay cái này là bổ sung cho nhau được đấy. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ có, hôm nay em đi với chú ruột em ở Củ Chi, anh rể với cả các bạn của em. Dạ chào chú. Xin được chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng dạ. Quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Hôm nay đến đây được tham gia chương trình, cũng được điều rất vui. Và thấy ngồi ở đây theo dõi nãy giờ thì thấy bạn trai bên đây cũng được. Có một cái điểm yếu là không chịu giặt đồ, thì bây giờ có máy giặt thì cũng đơn giản rồi, không có sao cả. Thì hai bạn lên đây thì tốt nhất là trước hết là cái duyên này cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Đây là điều tốt nhất. Cảm ơn chú. Rồi Mai Văn Hóa, bạn có đi với ai không? Dạ em có đi với cùng người em học cùng thời đại học. Cháu chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Về cá nhân cháu nhận xét về chị gái thì một người phụ nữ tuyệt vời cho gia đình. Không còn gì chê trách, nhưng mà mong là chị là sẽ phải thông cảm cho anh nhiều hơn. Tại vì dân công trình thì chắc chắn sẽ có nhiều thứ mà như chị vừa nãy ghét. Mong anh chị là phải thông cảm và bỏ qua cho nhau nhiều. Thôi bây giờ mình kéo màn lại cảm nhận về nhau ha. Đội vô mới cho gặp. Đội vô xẹp cái đầu của ta mất đẹp. Đem mắt kính vô không em? Không cần hả? Xin chào em. Đẹp trai quá. Đầu tiên con muốn gọi bạn. Cảm ơn ạ. Giám sát công trình ha. Rồi hai người nói chuyện với nhau đi các bạn. Anh có ấn tượng gì về em không? Có khác cái mẫu hình của anh tưởng tượng lâu nay không? Em thì lần đầu tiên anh gặp thì cũng khá bất ngờ. Em cũng khá là dễ thương. Anh tin là anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Cái điều là hút thuốc lá ấy, em không ngửi được mùi đó. Em còn không thích, nhưng mà bây giờ nếu là vì em, anh có thể bỏ được thuốc lá không? Anh có thể cố gắng. Không phải phải là bỏ tuyệt đối. Chứ cái điều không... đó thì anh sẽ hứa, nhưng mà phải cho anh thêm một thời gian. Thực ra là cái việc đó là em không ngửi được mùi đó, chứ không phải là em kỳ thị. Vì gần như là dị ứng á, mỗi dị ứng là không có được. Rồi, anh sẽ thế hôm nay cũng rất là vui khi gặp anh trên đây, cũng giữa trăm hàng vạn người, 7 tỷ người đó. Chắc là kiếp trước cũng cúi đầu chào nhau 500 lần thì kiếp này cũng mới có thể nhìn được vài giây phút này. Nên là em nghĩ rằng là nếu mà không được thì cũng có thể làm bạn. Đúng rồi. Là cũng là một cái duyên rồi. Thì em cũng xin cảm ơn chương trình, anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Bạn trai mình cũng nói cái gì đó, cảm xúc của anh mình tỏ tình với bạn gái. Anh có người lãng mạn không? Em thích những người lãng mạn lắm. Anh thì rất là lãng mạn. Đâu em bay bổng gì cái liền trên sân khấu chị coi cho mình tỏ tình hay là mình làm gì đó với bạn gái. Nói chung em giờ thật sự cũng chưa nghĩ ra được cái điều gì mới mẻ, nhưng mà chắc có lẽ là đang còn hơi hồi hộp quá. Thế mình hát một bài hát lãng mạn tặng bạn gái. Anh có biết bài hát bài ca xây dựng không? Bài ca xây dựng thì anh không bạn thuộc nhiều. Bạn ơi ấy. Bài đó là chuyên ngành của anh. Ở chuyên ngành bên anh sợ. Nhưng là anh lại không thuộc nhiều. Thôi để anh tặng bạn em bài hát gửi em ở cuối sông Hồng đi. Thế anh em mình xong ca đi. Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy về đất Việt. Ở trên anh đầu nguồn biên dưới cuối dòng sông nơi ấy quê nhà. Anh ở biên cương, anh hát tiếp đi.
Em ở không, phương. Anh ở biên cương biết rằng em năm ngóng tháng chờ. Anh ở biên cương biết rằng em năm ngóng tháng chờ. Cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước, đem lòng mình gửi về bên biên giới. Sao chẳng nói nên lời nhưng nặng tình yêu thương. Em ở phương xa, nghe đài báo gió mùa đông bắc. Em thương anh nơi chiến hào gặp rét, mà em thương anh chiều nay đang đứng gác lo canh giữ đất trời. Áo ấm có lạnh không? Hỡi anh yêu, người chiến sĩ biên thùy. Hát hay quá. Hết thời gian. Hai bạn hát chung với nhau hay quá. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Bây giờ ta đã đến giây phút rất là quan trọng. Nói tóm lại nó hệ trọng, đôi khi hệ trọng đến cả cuộc đời của mình đấy. Nhắm mắt lại và chiêm nghiệm xem nó động trong tim mình điều gì và trái tim có rung động hay không. Bấm nút theo tiếng gọi của con tim các bạn nhé. 1 2 3. Hết thời gian. Thôi như vậy, chương trình là như thế. Hãy hôn cái hôn đầu tiên các bạn. Sao hụi gì mình hé luôn. Tặng chưa? Tặng con này chi? Trúng rồi hả? Trúng rồi thì được. Tưởng chưa trúng làm lại. Đây là những chiếc vé xem phim để giúp các bạn có thời gian xem phim và có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn. Những chiếc vé phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là một thẻ thanh toán quốc tế GCB trị giá 1 triệu đồng. Các bạn xem phim xong, mình dẫn bạn gái ra để mua sắm. Dạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Ở đây gửi tặng hai bạn bộ ráp và bỏ gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Rồi dắt bạn gái chúng ta cùng đi xem phim, đi hết một đoạn đường thật dài với nhau. Em xin cảm ơn chương trình ạ, xin cảm ơn quý vị ạ. Rất là khỏe và kể cả là bốc hàng quý vị. Dạ. Cuộc đời thì có cho chồng. Nhưng mà nó có khuôn mặt phúc hậu à? Không có phúc hậu mà đẹp trai đúng chị. Chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau, không có gì ngại, nắm tay nhau và trao nhau nụ hôn đầu tiên các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Hạ Màng, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Bạn nữ sẽ giới thiệu trước. Em chào chị Cát Tường ạ, à. Em chào anh Quyền Linh. Em tên là Hồng Thấm, năm nay 24 tuổi. Em đến từ Lâm Đồng và hiện tại em đang là nhân viên chăm sóc khách hàng của FPT Shop. À, bạn trai mời em giới thiệu. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Chào con. Dạ. Dạ, chào chị Cát Tường và dạ, bạn nữ bên kia bức rèm. Con tên là Phi Bằng, năm nay 29 tuổi và dạ, công tác tại quận nhất. Nghề nghiệp của con là IT. Phi Bằng. Dạ, cũng Phi Bằng. Phi hả? Phi dạ. Bằng. Phi Bằng chứ phải Phi Bằng. Dạ. À, Phi Bằng. Bạn gái giới thiệu về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, sở đoạn của em là em rất là lười hoạt động. Tuy nhiên thì em rất là khỏe và những gì con trai làm được thì em cũng có thể làm được. Kể cả là bốc hàng hoặc là sửa điện nước ạ. Ghê vậy? Dạ. Sửa điện nước được trong nhà được luôn? Dạ được ạ. Ủa mà không có chơi thể thao mà lười vận động nữa thì sao mà mạnh được em? Tại vì em ở Lâm Đồng nên nhân cà phê nên em cũng rất là khỏe ạ. À, dạ. Bạn trai. Dạ, điểm sở trường của em là ca hát, vui chơi hoặc là hoạt động tập thể. Hát bài đi. Bài hát của con thì nó hơi buồn. Đâu hát thử coi nghe buồn cỡ nào. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi tung theo hỏi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người tháo, quanh hiu trong văn kỳ nghèo. Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hơn hờ. Là cái bài hát nó đã buồn rồi. Mặt cái giọng ổng bỏ nhỏ nó còn buồn nữa. Ủa mặt buồn luôn hả? À, mặt buồn, nói chung dễ thương. Ai,
Bạn gái mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thì em được một mối tình kéo dài khoảng 3 năm, chia tay khoảng 2 năm rồi. Lý do là bạn nam đó quen một người bạn nữ khác, nói em là do em ít nói, vì vậy bạn đó không có thích em mà thích bạn nữ kia hơn. Ủa, em thấy em nói nhiều lắm mà. Dạ đúng rồi ạ, và có thể là do sốc quá nên giờ em nói nhiều hơn lúc trước ạ. À, phụ nữ rụt rè cũng được chứ có gì đâu, người ta dễ thương duyên dáng vậy. Cái bạn nào mà kỳ khôi, từ đó sốc quá nói nhiều luôn. Dạ. Nhưng mà nhiều khi nói nhiều quá bạn trai cũng bỏ luôn. Nói cho vui vậy thôi, em rất là dễ thương, thích sao mình cứ việc nói vậy nha. Dạ. Bạn kia bỏ chị qua chị đánh luôn. Em có đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn tìm được một bạn trai là biết quan tâm đến mọi người, không có gia trưởng, không có áp đặt, nhìn bạn đó có khuôn mặt phúc hậu à. Mặt có phúc hậu không? Không có phúc hậu mà đẹp trai được chị. Tôi qua tôi coi mà không đẹp trai đừng có trách, tại sao tôi dìm hàng nha. Dạ. Trời ơi, ông đẹp quá. Tôi qua thấy đẹp tôi muốn đi về dễ sợ vậy. Thôi chị đừng về. Làm gì dìm hàng đàn trai như vậy? Ai biểu nổ anh chị? Nổ anh chi vậy? Mình, nó, mình có được, duyên được nói, rồi nói vậy đó. Không, này em chỉ hỏi thôi. Có bao nhiêu mối tình? 3 mối tình. Sâu đậm nhất là gần 4 năm. 4 năm mà chia tay luôn. Cũng cố gắng vượt qua nhiều lắm, nhưng mà vẫn còn một cái khoảng cách, gọi là một chữ ghen. Ai ghen? Bạn đó ghen hay em ghen? Dạ, bạn nữ đó ghen với lại không có tin tưởng em lắm. Thích bạn gái nói nhiều hay ít nói? Ví dụ như bạn gái không nói thì em nói. Còn ví dụ như bạn gái nói nhiều thì em ngồi nghe bạn gái nói. Chính xác luôn. Dễ có cái mà. Điều gì không thích ở người bạn gái nữa không? Hồi đó thì không thích con gái mà nhuộm tóc. Nhưng mà sau này thấy con gái nhuộm tóc đẹp. Lập trường không vững. Cũng duyên dáng lắm. Cố lên em trai. Dạ. Đẹp trai không bằng trai mặt cưng ha. Nãy giờ nghe anh chia sẻ không? Chị thì cũng bó tay rồi đó, tùy em thôi. Bà mối qua bà chất vấn đàn trai nhiều quá hả? Để anh qua coi đàn gái sao ha, chào em. Dạ. Bây giờ nghe anh nói tưởng tượng ảnh là người như thế nào? Em nghĩ là bạn trai bên đó có tính còn hơi trẻ con một xí. Chắc là chưa có ý định lập gia đình sớm giờ này. Còn em thì em muốn là lập gia đình rồi. Bao lâu? Dạ khoảng được thì năm sau ạ. Bạn ở đây là chín chắn lắm rồi đó nha. Trẻ con vậy thôi chứ cũng 29 tuổi bển rồi. À, đám cưới xong đó mình có dự định là mình với cùng bạn trai sẽ làm gì không? Dạ nếu mà đám cưới mà có nhiều tiền thì lấy cái tiền đó đi kinh doanh. Kinh doanh cái gì? Tùy vào cái thời điểm đó, nếu mà khả năng mình có thể làm được và mình có hiểu biết về cái lĩnh vực đó mình sẽ kinh doanh. Tốt, có ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Thôi bạn nữ ơi, để mình viết phần mềm cho bạn làm marketing nha. Đó, thấy luôn, cái phần mềm luôn. Khoan, cho mình hỏi con. Mình hỏi kia được đó. Nhưng mà em mới có 24 tuổi đúng không? Dạ. Sao lại muốn lấy chồng sớm vậy? Dạ thích em bé rồi ạ. Ồ, thích có em bé hả? Dạ. Con trai hay con gái? Dạ trai gái cũng được ạ. Rồi con thích con trai hay con gái? Dạ thì con thích con gái đẹp giống bạn nữ là được. Không biết bạn nữ bên đẹp? Không, đoán nghe cái giọng. Đoán nghe cái giọng hả? Không mà đẹp thiệt, dễ thương lắm. Dạ. Con đi với ai? Dạ nay con đi với ba. Ba hả? Dạ. Chào bác. Chào Nguyễn Linh. Dạ. Chào bác Đường. Dạ chào bác. Tôi và ba của Phi Hoàng thấy là tình hình mà tốt đẹp thì mình cứ tiến tới thôi. Dạ. Dạ thôi. Nhưng mà con cứ làm biến nó không biết làm gì trơn á. Chết rồi. Đồ đạc, cơm nước là má nó lo hết trơn. Sáng đi chiều nó về, tối về mà chưa thấy quay vậy á, nếu chịu nổi rồi. Dạ nếu mà bạn thương con thì con sẽ cố thuyết phục bạn để bạn xuyên hơn một tí ạ. Còn nếu bạn làm không được thì con sẽ làm ạ. Dạ bạn nữ là rất đảm đang á bác. Dạ. Mình có đi với người thân không? Dạ em đi với mẹ với lại chị họ. À có mẹ luôn ha. Dạ chào cô. Cô thấy dạ. Con rể tương lai mình sao cô? Thấy hơi hài hước. Em thấy cháu thì cũng hiền. Nói chuyện thì cũng vui. Bạn trai dạ. Lên tiếng chào bác gái đi. Dạ con chào cô. Thì thật sự ra thì ở nhà đa phần con là con tập trung vô công việc của con là nhiều. Vừa làm lấy thêm kinh nghiệm và vừa học hỏi thêm. Cho nên con mất rất là nhiều thời gian để con xây dựng cho con một cái nền. Để một vài năm tới con có thể tự đứng và đi một mình. Có thể là con sẽ ra con lập một công ty riêng. Những cái việc nhà chỉ cần ba mẹ lên tiếng thì con sẽ làm. Và nếu như mà có vợ về rồi thì thôi hai đứa chia đôi. Một chàng trai có khát vọng, có ý chí đấy cô à. Cô thấy sao cô? Thấy thì cũng được, hiền. Thôi cảm ơn cô, được rồi. Cho hai trẻ gặp mặt đi, kéo màn lên. Quan trọng là em có chinh phục được trái tim cô gái hay không? Nào. Chào bạn. Mình có chút quà. Dạ cảm ơn ạ.
Không biết là giờ mình có thể gọi bạn bằng em và xưng anh được không? Dạ anh có thể gọi ạ. Cái nhìn đầu tiên thì anh thấy em rất là dễ thương, rất là duyên dáng, mà anh thấy là hình như anh hơi già so với em thì phải. Quá già. Không biết là em có ấn tượng gì đầu tiên đối với anh? Em thấy anh hiền ạ. Có thể là anh cũng thật thà. Còn em nghĩ là không biết là anh, em nhìn anh em nghĩ là chắc anh cũng chưa muốn lập gia đình đâu. Tại vì anh còn lo quá nhiều công việc đúng không ạ? Thật sự ra công việc là cả đời. Mình cứ làm hoài đâu bao giờ hết việc đâu. Còn xây dựng mái ấm thì không phải là mình xây dựng 1-2 năm. Đầu tiên là mình xây cái nhà, rồi sau đó là mình phải tu bổ cho cái nhà đó lúc nào nó cũng mới, lúc nào nó cũng đẹp và nó cũng hạnh phúc. Cho nên anh đã chuẩn bị cho cái tâm lý để lập gia đình cũng khá lâu rồi. Ví dụ như khi anh nóng giận á, thì anh sẽ hành xử như thế nào ạ? Khi mà mình nóng giận thì lúc đó không phải là mình nữa, mà là một người khác. Mà một người khác á, thì nói chuyện thay mình, nó gây tới những cái hành động cũng như những lời nói làm tổn thương tới đối phương, khắc ghi mãi trong lòng của mình mà không bao giờ quên được. Cho nên những cái lúc mà anh nóng giận thì anh thường chọn giải pháp là im lặng hoặc là đi ra ngoài. Cho đến khi nào mà cả hai bên cùng nguội hết đi, ngày mai đi, ngày mốt đi, rồi sau đó mình sẽ nói lại cái vấn đề đó để hiểu rõ nhau hơn. Hồi nãy bên đây nha, nói chuyện á, chú thấy con còn nít lắm. Dạ. Nhưng mà giờ chú thấy con hay hơn chú. Không chú, con nói chung là con cũng làm dâu cho nó. Gì làm dâu? Ủa quên, cùng bạn nữ à, tại vì á, thật sự ra nếu như mà công việc ở ngoài thì chắc chắn là mình phải làm rồi. Nhưng mà khi mà về nhà thì mẹ hoặc là vợ đều là người thân yêu nhất của mình. Không lẽ giờ thấy vợ đi nấu cơm, vợ đi làm đồ ăn, mình ngồi mình đọc báo hay là mình chơi game, mình xem phim thì nó không có được vui. Dạ. Cho nên thôi cậy nhào vô làm. Ví dụ như không biết lặt rau thì nấu cơm. Dạ. Không biết nấu cơm thì chắc cũng lau nhà. Thì đơn giản vậy thôi. Giỏi, thằng này giỏi. Nói được ghê á. Con cái con tính sao? Giống như hồi nãy con cũng nói với chú Quyền Linh đó, là con thích con gái đẹp giống như là bạn nữ. Là ai? Dạ, bạn Thắm. Hay quá. Hay quá. Rất là hay. Dạ, lúc đầu thì em nghe thấy bạn đó hơi con nít. Giờ thì em thấy là bạn đó có một cái suy nghĩ rất là sâu. Anh muốn là anh cùng em xây dựng. Đầu tiên là sẽ trải thảm cho con đường tương lai và xây dựng một ngôi nhà thật là hạnh phúc. Trong đó có ba mẹ anh, ba mẹ em, anh em và hai đứa con. Nhiều đó là đủ rồi. Bây giờ là thời khắc chúng ta suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, cùng nhau xây dựng ngôi nhà hạnh phúc. Cho dù điều gì có xảy ra đi nữa thì hôm nay chú thấy con là một người tuyệt vời. Tuyệt vời. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng cho con quá. Tôi biết rằng trong cô gái vẫn còn một cái sự băn khoăn nào đó. Em cũng có một chút rung động thì em cũng muốn là cho mình và cho bạn đó một cơ hội. Dạ. Nắm tay nhau. Nắm tay nhau đi các bạn. Dạ, con xin phép cô cho con được nắm tay em Thắm. Không biết là anh có thể. Rồi, còn cái nữa nè con. Còn phải hôn nhau nữa đó con. Làm tiếp đi. Thôi chú, cái này không có thôi, không có thôi. Nào. Dạ con không biết là con có thể hôn em Thắm được không cô? Được, trời ơi. Trời ơi, ba vỗ tay dữ quá. Ngon không? Dạ thơm. Dạ thơm, đừng hỏi ngon không, không thơm. Chúc mừng các bạn. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Còn đây là một thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản, trị giá 1 triệu đồng. Các bạn vừa xem phim vừa mua sắm. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, bao wrap và vỏ gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan gửi tặng hai bạn. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Muốn tìm một người bạn trai như thế nào? 3H nha chị. Không hô. Rồi. Không hói. Rồi.
không hôi. Thích bạn gái trần nhà. Trời ơi, cái gì lạ vậy ta? Sư phụ. Ai? Mời bạn trai. Ơi, xin chào bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ giới thiệu về mình đi ha. Chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh ạ. Em là Nguyễn Thị Thu Hà. Năm nay em 28 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em rồi. Ở quận Tân Phú. Hà đang làm công việc gì? Em hiện tại đang là nhân viên chăm sóc khách hàng. Công ty em là công ty dịch vụ về đọc mát xe. Mời bạn trai. Em chào quý vị khán giả. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Rồi em. Chào bạn nữ. Em tên là Lê Văn Son. Năm nay 32 tuổi. Quê ở Quảng Ngãi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là kỹ sư xây dựng. Em chào anh Quảng Ngãi. Quê gốc quê cũng Quảng Ngãi ha. Ồ vậy hả? Dạ vâng. Anh ở huyện nào vậy ạ? Anh ở huyện đảo Lý Sơn được em. Quê gốc em ở Tư Nghĩa. À. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì hả? Em nói về điểm yếu trước ha. Em là một người khá là nóng tính. Nóng nhất của em chỉ là đập bàn và la hét thôi à. Chứ chưa đánh ai bao giờ cả. Dạ còn điểm mạnh của em thì em là người tăng động ạ. Em biết nấu ăn. Không biết theo thùa may vá. Bây giờ là cái công nghệ 4.0 rồi, cũng không cần cái điều đó đâu, không quan trọng ha. Còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là chân thành, thật thà. Mọi người nhận xét là người tốt tính. Dạ, trong công việc thì nhiệt tình. Nói chung là hồi trước em đi học mới được là thầy cô gọi là chọn ngon. Điểm yếu là hay là ít nói và hay nhắc gái. Rồi, ít nói thì em nói giùm cho. Trên này mới thích người nói nhiều. Nhát gái em đâu có làm gì được đâu. Tại vì cái tính em phải kỳ lắm. Gặp con gái thì em không có sáng tay mình để bắt chuyện. Em luôn giữ khoảng cách nè. Gặp trai có sáp vô không? Gặp trai thì bình thường rồi chị ơi. Nhưng mà nếu mà nhát gái vậy em có mấy mối tình rồi? Chỉ có một mối tình nè. À vậy thôi em rồi ha. Cách đây 3 năm rồi. Bây giờ em cái thì tình trường có sao? Hai mối tình. Mối tình đầu thì nhỏ chị. Rồi. Em thích được chiều chuộng mà bạn kia không có chịu, không có năn nỉ gì đâu chị. Bỏ qua. Mối tình sau. Dạ, mối tình sau thì tụi em cũng đang bình thường, đang hạnh phúc lắm. Đùng một phát kia em phát hiện ảnh cắm sừng em. Em cũng dễ tha thứ lắm. Ảnh năn nỉ, ảnh bảo là ảnh say nắng thôi. Nhưng mà sau đó thì quay lại thì em lại phát hiện ảnh lại còn quen. Vẫn tiếp tục người đó. Dạ đúng rồi, cũng một người đó thôi. Sau cái ảnh nói là bé đó đó bị ung thư xương, thế xin em một năm bên cạnh nhỏ đó. Trời đất. Thế em không chịu, thế là em chia tay luôn. Có tìm hiểu có ung thư xương thiệt không? Dạ không, chóng má em coi là chị, 2 năm vẫn còn sống. Em đi làm á, em cũng có thích một anh, cũng phát hiện ra người ta vậy chị. Dạ. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Bạn trai của em thì 3H nha chị. Dạ, không hô, rồi. Không hói, rồi. Không hôi. Rồi, tôi nghe 3H là tôi biết cái gì luôn rồi. Quen thuộc quá anh Linh ơi. Bên này nó vẫn được chị ơi, 100% á. Làm xây dựng á nha, nhiều khi về hôi rình luôn á, thiệt luôn á. Dạ em nghĩ vậy anh ạ. Đúng không? Dạ thôi thì về tắm thôi anh, tắm thôi cái gì. Còn gì nữa nói luôn đi cho bình bệnh nghe luôn. Dạ không hút thuốc ạ. Có thuốc không? Dạ không anh, dễ mới khói thuốc anh. Còn em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Hiền lành, chung thủy, cái tính hài hước. Nói nhiều, thích bạn gái trần nhà. Trời ơi, cái gì? Lạ vậy ta? Bạn gái nói nhiều á, là bạn gái là muốn là bạn trai là chịu khó nghe để bạn gái chia sẻ. Còn bạn gái mà càng nhận á là chứng tỏ là bạn gái còn yêu thương mình. Bạn gái mới càng nhận, mà nếu mà họ mà im lặng thì là biết rồi. Sư phụ. Quá hay. Trời ơi. Anh cứ yên tâm, em yêu không yêu em cũng cần à. Lúc mà khai thiên lập địa giờ là biết chắc chắn là đàn ông không ai mới thích phụ nữ cằn nhằn. Đây là người đàn ông độc nhất thiên hạ. Thích gái chủ động như cô bên kia không? Dạ cũng thích chủ động chứ. Giờ lúc em cũng nhát cho nên là thấy nó ngại ngại sao đó. Gái chủ động hết trơn hả? Yêu cầu là bạn gái phải là... Rồi gái chủ động hơn em luôn hả? Chủ động một phần nào đó thôi. À anh này anh gu anh hơi lạ. Em nhát lắm anh ạ. Trời ơi trời dạ anh. Lanh dễ sợ luôn ha. Em có thể cằn nhằn một ngày mấy tiếng đồng hồ? Dạ, thực sự thì em là người khá là chu toàn ấy anh. À. Cho nên em cằn nhằn nhiều lắm. Nhưng mà em ghét nhất cái tính gì của đàn ông? Dạ, tính sĩ và nổ. Anh này không có gì đâu, yên tâm. Anh này rất là hiền ha. Rồi. Dạ. Em làm dâu được không? Dạ, em làm dâu được. Bây giờ muốn chừng nào đám cưới? Được, thì mai luôn chị. Dạ. Xôn có vậy, xung có vậy. Dạ, má chuẩn bị hết trơn sao rồi. Sao chuẩn bị kịp bạn hả? Nhà trai chuẩn bị với mắt gì tự nhiên má em chuẩn bị chi? Má chuẩn bị cho cái vali. À, lại đuổi đi á hả? Dạ, vâng. À, rồi, chào bạn. Thế bên này chừng nào mình mới đón dâu được? Bên này cũng đang nôn chị.
Nhưng mà mình đã chuẩn bị sẵn trong năm nay luôn, còn không thì qua năm. Thì hiện tại là cũng đang có mua căn hộ chung cư rồi. Qua năm nữa là chắc có ở Thủ Đức. À, có mua căn chung cư Thủ Đức rồi. À, thế giờ ba mẹ đang ở đâu? Dạ, ba mẹ là đang ở quê. À, rồi có rước ba mẹ vô không? Dạ, chắc chắn là phải có rồi. À, rồi. Bên đây yên tâm, cô là làm dâu tốt, rất là hòa nhã, vui vẻ, hòa đồng. Chắc chắn là ba mẹ bạn sẽ thích. Rồi, vậy là mình lập nghiệp trong này luôn, đúng không? Dạ, đúng rồi chị. Mình yên tâm. Dạ, đi với ai? Dạ, em đi với hai anh em trai và hai anh đồng nghiệp. Chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả và chào em gái. Rồi, chào anh. Son là người cũng là hiếu thảo, sống rất là nhiệt tình, nói chung sống tình cảm. Đối với bạn gái bên này thì bạn này hay lanh á, bù qua lắp lại thì cũng được. Hôm nay mình đi với ai? À, dạ hôm nay em đi với mẹ và đồng nghiệp ạ. Xin chào Quyền Linh và chào MC Cát Tường. Tôi là mẹ của Thu Hà. Cháu trai bên này thấy có vẻ hiền, tôi đồng ý. Bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Dạ, cho anh ạ. Các bác mong món quà tặng em, chúc em luôn xinh đẹp và luôn hạnh phúc. Cảm ơn, cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Hy vọng là anh có thể trồng nó ra cái cây. Anh nhúng vô nước xong rồi đem lên chị. Xong rồi nó sẽ mọc những cái cây trên tóc này nè. Rồi anh thích cột hai chùm cũng được, mà anh thích cắt tóc đinh cũng được. Cái cây đó nó sẽ mọc tóc lên hả? Dạ vâng, cái cục này nó sẽ mọc cái tóc lên. À, mọc cái cây giống như là không, lúa mãi ạ. Cái hạt giống trong này nè chị. À. Dạ đúng rồi ạ. Dạ chào anh Sang. Chào Hà. À, anh thấy em thế nào ạ? Giọng nói thì rõ ràng, mạch lạc, dễ nghe, cái hình là cũng dễ nhìn. Dạ, giọng nói và ngoại hình của anh thì rất là hiền. Ba hờ với em kiểm tra có hờ nào không? À, em thấy có hờ hói rồi đó. Có hói à? Có nguy cơ hói sớm. Nguy cơ thôi đúng không? Hiện tại là chưa đúng không? Dạ vâng. Anh làm nghề xây dựng là nhiều lúc là phải trực tăng ca đêm á. Thế em có phiền vấn đề đó không? À, dạ không sao ạ, miễn là có về nhà là được ạ. Dạ. Anh chắc chắn là phải về, đi đâu thì đi chứ chắc chắn là phải về nhà rồi. Thì anh có về thì em sẽ chờ thôi. Cảm ơn. Dạ. Anh có biết nhậu không ha? Nhậu thì biết, con trai xây dựng anh có biết nhậu hết á. Quan trọng là nhậu liều lượng thế nào thôi. Anh không thích nhậu, nhưng mà cũng nhậu lúc cũng phải giao du, cũng phải bắt buộc phải nhậu. Hai chai là dừng rồi. Em phải bốn chai lần, em bốn mới dừng lần à? Dạ. Dạ. Sau này cưới nhau tiền bạc ai giữ? À, thực ra cái đó thì em nghĩ là em giữ. Thì chắc chắn là cưới nhau là về thì vợ sẽ giữ rồi. Hẹn hò thì thường là đi cà phê, lâu lâu thì đi dạo công viên. Em thì chưa đi công viên bao giờ. Dạ hả? Dạ, em thích đi xem phim. Cà phê thì em cũng không biết uống cà phê, nhưng mà vô đó em uống sinh tố được. Dạ thì sau chương trình em thích đi đâu? Dạ đi nhậu. Đi nhậu hả? Dạ vâng. Anh không thích nhậu. Dạ em không thích nhậu nhưng mà em thích ăn mồi. Nhưng mà em rủ thì anh đi. Dạ. Bây giờ mình có món quà gì tặng bạn gái không em? Thơ này thơ cũng thơ vui thôi. Lần đầu anh mới gặp em mà sao cứ ngỡ đã quen từ thời nào. Lần đầu ánh mắt trao nhau, con tim anh đã xiến sâu mất rồi. Yeah. Em ơi em biết cho rằng tình anh vẫn mãi một lòng sắc son. Bây giờ đến mãi về sau, tim anh xin chọn bóng hình em thôi. Dạ. Anh làm thơ hay mà. Rồi bạn gái có quà gì tặng mà lại bạn trai không? Dạ nếu mà anh đã làm thơ thì em xin hát. Em xin phép đứng lên nha. Rồi mời em. Em ngồi em hát không nổi. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bầy nồi ba chim với nước non. Răng nan mần dầu tay kẽ nắng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Hay quá. Rồi bây giờ chúng ta mỗi người nói một câu gì đó rồi mình tiến hành bấm nút. Dạ hy vọng là lát nữa chúng ta sẽ đi nhậu. Em thấy bạn gái thì rất là lanh, nhanh nhẹn, hoạt bát, dễ thương. Lát anh đi nhậu với em không? Nếu em mời thì anh chắc chắn sẽ đi. Em không mời đâu. Nếu vậy thì sao? Anh mời chứ. Mà nếu đã là không bấm thì làm sao mà mời được. Nếu cô gái không bấm thì bạn có bấm không? Em bấm. Rồi xong. Rồi đặt tay vào nút bấm đi bạn.
Rồi mình suy nghĩ sao, mình cứ làm như vậy nha. Bấm theo trái tim của mình. Rung động thì mới bấm, còn không rung động thì không bấm. Không phải bấm để đi nhậu nha. Ai rồi? Tôi chưa có đến mà, vậy có hợp lệ không? Tham nhậu lắm rồi hả cưng? Dạ. Nắm tay đi. Nắm tay nhau đi nào. Làm luôn, đâu còn ai đếm gì nữa. Dạ con cũng xin phép bác là sau cái chương trình này là cho phép tụi con hẹn hò với nhau. Hứa gì với bác để bác yên tâm giao con gái cho mình đó. Em thì em không thích hứa, cũng không thích thề. Tại vì lời hứa có thể làm cho người ta buồn, lời thề có thể làm cho người ta khóc. Chỉ chân thành với nhau là đủ rồi. Biết nói ghê à. Cái chương trình này hôn ngại lắm, chỉ xin phép là thơm tay thôi. Không có được. Nếu mà bạn không hôn nhau thì chúng ta không có chứng minh được. Chúng ta bấm vì trái tim chúng ta. Dạ, vậy để em chủ động cho ha. Thôi được. Dạ, anh muốn chủ động thì là em chủ động nè. Để anh. Đây là những chiếc vé xem phim của Cụm Rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng đến từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Một cặp gối của nệm cao su Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% gửi tặng các bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc ha, sớm tìm hiểu nhau rồi báo tin vui cho chúng tôi ha. Cảm ơn chị. Như vậy là chúng ta đã thành công ở cặp đôi đầu tiên. Mong rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Em dùng cả thời thanh xuân của mình để mà gắp hầm. Em không ăn cuối. Trời ơi, cô này lạ gì trời. Bạn trai, đồ. Không hỏi. Không hỏi. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Ngồi đi bạn. Rồi, mình giới thiệu đi em gái. À, dạ, em xin chào chị Cát Tường. Em chào anh Quỳnh Linh, chào bạn nam bên kia bức rèm và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Trương Thị Phương Nhung, năm nay em 28 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Vũng Tàu. Hiện tại em đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm kế toán và em sống tại Biên Hòa. À, quê thì Vũng Tàu, sống Biên Hòa, làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Vậy em đi làm đi về mỗi ngày à? Dạ đúng rồi à. Đi bằng xe công ty? Dạ không, em tự lấy xe máy à. Tự lấy xe máy đi Biên Hòa mỗi ngày lên Sài Gòn. Dạ. Sài Gòn làm ở quận mấy? Dạ em làm quận 2. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Và chào bạn nữ ở kế bên. Và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Anh Vũ. Em năm nay là 30 tuổi. Em đến từ Bảo Lộc, Lâm Đồng. Và hiện tại thì em đang làm là nhân viên kinh doanh của thiết bị quảng cáo ở bên công ty ở Tân Phú ạ. Ưu khuyết điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là một người vui vẻ, hòa đồng, hay cười. Còn khuyết điểm của em á, thì trong vấn đề nấu ăn á, thì em là khá là vụng về. Tại vì em sống với mẹ nên hàng ngày thì... Mẹ làm hết. Dạ đúng rồi. Em không có dùng đũa. Em dùng cả thời thanh xuân của mình để mà gắp hầm. Là sao? Dùng em không có ăn hầm đó chị. À. Dạ, nên em dùng cả một cái thời thanh xuân của em chỉ để gắp hầm thôi. Bỏ ra đó. Dạ đúng rồi. Không có dùng đũa sao gắp? Dạ em dùng muỗng. Múc ra. Dạ đúng rồi. Không biết cầm đũa. Dạ đúng rồi. Để ăn cơm là ăn với muỗng, bằng muỗng thôi. Dạ muỗng và nĩa. Muỗng và nĩa. Dạ. À. Ngoài không thích ăn hành, em không thích ăn gì nữa? Dạ em không thích ăn các loại dưa, dưa hấu, dưa leo, nói chung là tất cả các loại dưa em đều rồi, không ăn. Lạ gì rồi. Rồi và... ngoài không thích ăn dưa leo, không ăn, gì nữa. Dạ em không ăn chuối. Trời ơi, cô này lạ gì trời. Qua coi cái sao lạ vậy. Dạ em chào anh gái. Dễ thương quá. Nhưng sao không thích ăn dưa? Ví dụ giờ ăn thử trái dưa leo được không? Em có bao giờ ăn thử chưa? Dạ chưa. Dưa luôn. Em không thích ăn à. Em không thích ăn dưa luôn. Không thích. Rồi nấu cũng không ăn nữa. Dạ đúng rồi. Chuối là ngon lắm mà ăn không được hả? Dạ em không thích ăn chuối. Nếu như mà chuối chiên á thì em ăn cái vỏ bên ngoài. Còn cái chuối ở trong là em không có ăn. Cái đó là cái bột thôi. Dạ hả? Đúng rồi, em ăn chỉ ăn bột chiên không bên ngoài. Chuối.
dưa leo với chuối, dưa hấu này là những cái loại trái cây rất là bổ. Dạ. Ăn nó có nhiều chất xơ mà sao không ăn em? Dạ. Cái này anh mới lạ đó nha. Thôi ráng ăn đi. Nhưng món ăn đấy vậy có tốt, cũng tốt cho sức khỏe mà Nhung nhỉ? Tốt đúng không Vũ? Vâng. Cũng có nhiều cái đặc biệt rồi đó. Dạ. Trong cái tình trường mình có gì đặc biệt không? Dạ thì em trải qua hai mối tình, một mối tình là thời sinh viên, còn một mối tình là kéo dài 6 năm. 6 năm? Dạ, chia tay được gần 2 năm rồi. Lý do sao 6 năm mà chia tay? Phần là do khoảng cách, với lại chắc có lẽ là em là một người khá là khó tính, nên bạn trai đó cũng hơi bị áp lực. Nhưng mà ai là người chủ động chia tay em? Dạ, cả hai tự ra đi. Cả hai luôn, 6 năm trời. Một chặng đường khá dài ha. Còn Vũ? Em trải qua một mối tình cũng chia tay được cách đây cũng 3 năm rồi. Lý do tại sao chia tay Vũ? Dạ cũng giống như bạn nữ ở bên đó. Tại vì cũng có một cái khoảng cách về xa. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào em? Dạ em mong muốn tìm một người bạn trai là phải luôn biết lắng nghe, quan tâm, chia sẻ. Còn gì nữa em? Dạ em không thích người bạn trai là gia trưởng hút thuốc. Dạ. Không hút không? Dạ không anh ơi. Có gia trưởng không Vũ? Dạ cái này chỉ có ít ít thôi, có một số. Vâng, thì khi nào mà ví dụ như là cần một cái chứng kiến gì đó thì mình cũng phải đứng ra. À còn mình có ngoại hình đó sao em? Ngoại hình không? Dạ em mong muốn là bạn trai phải đô. Đô? Cái dạ. Gì? Đô bao nhiêu? Dạ đô và cao. Trời đô dữ rồi nha. Tóc tai có yêu cầu gì không? Dạ gọn gàng. Gọn gàng. Không hói. Không hói. Chào chị. Không, cái điều kiện này tôi bó tay rồi. Anh Linh gỡ đối giùm em chứ. Còn gì nữa không em? Cạn lời. Còn gì nữa không? Đô. Dạ. Không hói. Dạ. Mắt mũi miệng. Dạ, dạ. Ưa nhìn là được. Ưa nhìn. Dạ. Thích ưa là nhìn, còn không ưa khỏi nhìn. Vậy thôi. Rồi có cái điều gì em không thích một người bạn trai không? Hay càm ràm hay là không có chính kiến, không có tự lập, không có quyết đoán đó chị. Hô là không hô ha, mà cũng hơi chu chu ha. Hơi nhọn nhọn giống trên cô, chẳng gì trai em ha. Trên cô hả? À vậy đúng rồi, trên cô. Cao mét mấy? Dạ em cao mét 7 chị. Mét 7 vừa đủ chuẩn ha. Vừa đủ chị. Cái kia thì thôi cũng không cải thiện được đâu. Hỏi, có hỏi. Hô có hô hơi hơi. Có, nói gì ta có duyên là được rồi đúng không Vũ? Vâng, quan trọng là em hay cười, vui vẻ là được ạ. Nhưng mà lý do sao để tóc em ít quá vậy? Dạ, cái này để đỡ tốn xà bông chi phí cải thiện được anh ạ. Bây giờ nè, bây giờ mình phải lấy cái khác để bù cái khác. Dạ vâng. Bây giờ thì em có điểm mạnh gì em nói chị nghe để thuyết phục được bạn, để lấy được vợ em nói chị nghe. Dạ vâng, thì trước khi đến chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát. À. Thì cũng để gửi tặng cho bạn gái kế bên, cũng gửi cho anh chị nữa, và... mở ra cho cổ coi nữa. Giờ đây đang chị đang coi mắt em thôi. Chừng nào em lập gia đình, em chuẩn bị gì để cưới chưa? Cưới về ở đâu? Kế hoạch phát triển cuộc sống như thế nào? Đó. Dạ vâng, thì cái này thì em cũng có một cái ưu điểm thì tại lúc nãy em cũng chưa nói. Tính tình thì vui vẻ, rồi. Sở lợi và hòa đồng, cũng rất là tự tin. Rồi. Vâng, như thế thì em cũng có thể là tự tin để giao tiếp được với bạn gái. Bao lâu nữa kết hôn? Nếu mà trong tìm hiểu thì khoảng có một năm nữa. Mình chuẩn bị những gì chưa? Thì em vẫn sinh sống ở bên chỗ chú ạ. Với chú của em ở Tân Bình. Em cũng có cái sự chuẩn bị là chi phí để đám cưới. Thì này kia thì em cũng có tiết kiệm được một khoản. Rồi. Em định hướng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nên năm ra là vấn đề về làm dâu thì chắc chỉ có những ngày Tết thôi. Mình có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì em cũng hơi nóng tính một chút. Và ngủ ngáy. Ngủ ngáy? Dạ. Ngáy dữ không? Dạ ngáy như tiếng cầy đàn nhẹ nhẹ thôi ạ. Nhẹ nhẹ thôi. Vâng ạ. Cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Dạ xinh xắn, nhỏ nhắn, xinh xắn ạ. Bạn gái là biết ứng nhân đối xử tốt với lại mọi người, với lại về ba mẹ đôi bên. Rồi. Và em thấy là như vậy là được phù hợp. Nãy giờ là chị cho em nhiều cơ hội đó ha. Dạ. Để mình có thể mình khai thác ra được, mình phô ra được những dạ, cái điểm vâng, mạnh cảm của mình chị... Hy vọng là nãy giờ bạn gái cũng đã lắng nghe được những cái gì bạn trai chia sẻ rồi ha. Anh nói với bạn gái bên kia là Vũ ở đây rất là tự tin. Chỉ có dùng đất này cây cỏ nó hơi yếu chút xíu thôi ha. Không có lo cái chuyện đó. Nhưng rồi. Quan trọng người ta yêu thương mình được rồi. Nhưng cố gắng về tập ăn trái cây này kia đi nha. Dạ, nhưng mà em cũng nóng tính mà anh đó cũng nóng tính thì là... À, anh này nói vậy thôi, chứ ảnh hiền lắm. Em nhìn mặt đi thấy hiền liền à. Hôm nay mình đi với ai ha em? Dạ, em đi với mẹ, với dì, em gái và bạn. Dạ, dạ chào, con chào dì. Dạ, em xin chào MC Quỳnh Linh và MC Cát Tường. À, xin chào và dì. Xin chào bạn Nam và xin chào toàn thể khán giả trong trường quay. Hôm nay em là dì của Nhung. Thì theo như em nhận xét về bạn Nam này thì bạn cũng là vui vẻ, nhìn thì kiểu như hiền và cũng là chắc là nói nhiều.
Dạ. Lấy vợ mà một người bạn vợ của mình mà kém nấu ăn thì bạn có chấp nhận không? Khi mà đã là vợ chồng thì có thể là san sẻ nhau. Thì con cũng tự tin con nấu ăn được. Xin cảm ơn bạn Nam. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em chào anh. Anh yên tâm đi. Chị Nhung của em nhìn nhỏ nhắn vậy nhưng mà chị sống rất là lạc quan và vui vẻ. Em mong anh và chị cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa hơn. Nói thật thì em cũng mong có anh rể lâu lắm rồi. Mà em nhận xét anh rể tương lai này được không? Có đủ chuẩn của em không? Anh cũng cao to thì có nhưng mà chị Nhung, chị hai của em để chị hai nhận xét đi. Em mong anh có thể nhường nhịn chị. Em cảm ơn. Người con gái không? Em nhường nhịn. Rồi Vũ đi với ai Vũ? Dạ, hôm nay em đi với chú Thím, người em và người bạn của em ạ. Chào chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh và quý vị khán giả. Cháu nó sống với tôi ở Sài Gòn từ hồi sinh viên cho đến bây giờ. Cháu thì rất là hiền lành và rất chịu khó trong công việc, làm rất tốt việc nhà. Đó là những cái ưu điểm của cháu đó. Thì tôi thấy cháu gái cũng rất là xinh đẹp và có những cái nó phù hợp với lại cháu Vũ nhà tôi. Tôi cũng mong rằng đây là cái cơ hội rất tốt để hai cháu có thể tìm hiểu thêm. Và nếu sau này tiến tới hôn nhân được thì đó là cái điều mong ước của gia đình. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú ạ. Bây giờ mở rào cho hai ba bạn gặp nha. Mở rào. Chào Nhung, anh có món quà tặng em. Cây này gọi là cây may mắn và em chỉ cần là phun nước dạ. Phun sương nó thôi là được. Dạ dạ rồi, em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng anh mà. Hoa này có nghĩa là ý nghĩa của tên ở nhà của em ở nhà em tên Trang. Dạ thì đây là cái hoa mà em muốn tặng anh, thì khi anh nhìn tới cái này thì anh sẽ nhớ tới em. Còn đây là chiếc vòng mà em cũng đeo nó từ khá lâu, nó cũng khá may mắn, thì hôm nay em muốn tặng anh, thì khi nhìn chiếc vòng này anh sẽ nhớ em. Trời, dễ thương quá. Cảm ơn anh Minh. Thì cũng đến với chương trình thì em cũng tặng cho bạn nữ và quý vị khán giả một bài hát. Từng ngày bên ngoài muôn phiền trôi qua, giật mình nhìn lại thấy anh đã già. Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người. Rồi bỗng một ngày như trở về tuổi 20, là khi anh thấy ánh mắt và nụ cười. Em làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp liên hồi. Lại sợ em sẽ từ chối nên anh mới viết ra tâm tư lòng này. Là anh đã đi hết 1/3 cuộc đời mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà sao trái tim vẫn còn. Dạ cái này đang hay mà thực tình. Thường thường em hát hay bị thiếu lời lắm chị ạ. Nên hôm nay là em cũng xin cảm ơn khán giả đã lắng nghe. Tại vì bài hát vẫn chưa được trọn vẹn. Và có thể là sẽ trọn vẹn hơn khi mà hát trực tiếp cho em được nữa. Một lần nữa. Rồi, một bài hát rất ý nghĩa mà giọng của Vũ rất là hay. Được cái cậu ấy rất là tự tin nữa ha. Khi chú nhìn em, thấy em mà qua bức rèm thì anh tưởng tượng em là người như thế nào? Anh cũng nghĩ là em sẽ là nhỏ nhắn. Dạ. Thì anh cũng thấy em rất là dễ thương và xinh xắn. Dạ, em cảm ơn. Nụ cười rất là tươi. Và dạ. Anh cũng mong muốn là anh sẽ mang lại cho em một nụ cười như thế luôn. Và luôn luôn hiển thị ở trên môi của em. Quan niệm về tình yêu của anh như thế nào? Tình yêu là quan tâm, lắng nghe và chia sẻ giống như em có nói. Em cũng nói luôn là quan điểm về tình yêu của em là yêu là không phải là nhìn nhau mà cùng nhau nhìn về một hướng. Trong cuộc sống có những cái mà không phải lúc nào cũng là tươi đẹp hết. Có những bất hòa hoặc là mâu thuẫn nhưng mà cùng nhau cố gắng để vượt qua nó. Chứ không phải là để làm cho mọi thứ càng ngày càng trở nên xa cách hơn. Nên trao đổi và nên lắng nghe nhiều hơn đúng không? Dạ, anh biết nấu ăn đúng không? Đúng rồi, anh nấu ăn được, có nghĩa là biết ở dưới này mấy cái món đấy thì món cơ bản hết rồi. Cơ bản dạ. Thì ai cũng làm được cả. Dạ. Còn anh ví dụ như là nấu ăn hàng ngày bình thường là vẫn được. Anh chỉ như thế, chứ còn món nhậu thì anh chịu rồi. Dạ, anh có uống bia không? Anh có uống chứ, uống bia, uống rượu, nhưng mà uống ít. Dạ, cảm ít nhận về tóc của bạn Nam như thế nào? Tại vì lúc nãy em cũng đề cập cũng khá là nhiều về khoản là tóc, tai, nên nông ra là nhiều khi em cứ cảm nhận thoải mái thôi. Khá surprise. Khá surprise, nhưng mà dễ thương rồi đúng không? Dạ. Cũng sốc và ấn tượng. Tóc tai giờ không quan trọng nữa rồi.
Bây giờ hai người làm sao mà hiểu nhau nhiều hơn, chăm sóc nhau nhiều hơn mới là điều quan trọng ha. Em đi làm ở quận 2, nếu vậy là hàng ngày em đi một khoảng cách di chuyển cũng khá là xa về Biên Hòa đúng không? Đi đi về về là khoảng 60 km. Thời gian mà em chạy trên xe như vậy là anh thấy cũng thấy là khá là cực. Sau giờ làm em còn phải đi học nữa. Thì cái lịch học của em là thường là như thế nào vậy? Dạ em học vào thứ tư, thứ sáu và thứ bảy. Nếu vậy là em học là môn gì vậy? Dạ em học tiếng Hàn. Tiếng Hàn hả? Dạ, công ty của em là công ty Hàn Quốc. À. Dạ, hiện tại em đang sống ở... Anh đang sống ở quận Tân, ở quận Tân Bình. Em thì ở Biên Hòa, làm thì làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà chiều về Biên Hòa thì nếu như mà hẹn hò thì sẽ như thế nào anh? Nếu vậy thì chắc là chỉ có cuối tuần anh thấy là như vậy thì sẽ phù hợp với em hơn đúng không? À, em thì xa mặt cách lòng. Con gái thì thường là luôn muốn được quan tâm. Cũng muốn là có sự quan tâm và lắng nghe và chia sẻ đúng không? Dạ. Thì thường thường anh cũng bận vào ngày thứ ba và ngày thứ năm. Thì có thể là mình sẽ sắp xếp để cho phù hợp hơn. Thì sắp tới thì anh cũng đang phát triển về kinh doanh ở bên khu vực bên chỗ quận 2 nữa. Thì có thể là sẽ gặp em nhiều hơn. Rồi bây giờ mỗi người hãy nhìn nhau, mỗi người nói một câu nữa thôi. Cảm nhận của mình hiện tại, mình đang suy nghĩ như cái gì về người ngồi trước mặt của mình? Anh nghĩ là anh em, anh và em cũng cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu với nhau. Thật ra thì em tới đây không phải là để tìm hoàng tử cho mình, tại vì hoàng tử thì cao lắm, em với cũng không tới đâu. Em chỉ mong tìm được một người mà trong mắt người ấy em là duy nhất. Với em thế là đủ. Anh thấy rằng cầu Vũ là một người rất là bản lĩnh, tự tin, có thể đem đến hạnh phúc cho em đấy. Rồi cô gái bên kia là cô gái rất là dễ thương, cũng có bản lĩnh ha. Hy vọng là ngày hôm nay hai trái tim sẽ cùng hòa chung một nhịp đập. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha, trước khi tôi bấm nút, bởi bấm nút là chúng ta trao duyên với nhau. Suy nghĩ ba thật kỹ. Ba mẹ các bạn đang xem, đang theo dõi và tất cả bà con họ hàng cũng đang theo dõi đó. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời bạn. Sao em lại không bấm vậy? Dạ em thấy có lẽ là em và anh ấy nên làm bạn của nhau thì sẽ tốt hơn. Tuy là chúng ta không thể cùng nhau nhìn về một hướng, nhưng mà chúng ta có thể làm bạn của nhau. Ok, chào em. Tiếc quá. Anh cứ nghĩ là hai người bấm chứ. Đây là một chàng trai cũng khá tuyệt đấy em. Trái tim của chưa có rung động sao xuyến thì mình cũng phải thông cảm thôi, vì tình yêu nó phải có sự rung cảm ha. Hàng triệu khán giả vẫn đang xem truyền hình, để có hàng triệu cô gái cũng sẽ bấm nút cho Vũ, và có hàng triệu chàng trai sẽ bấm nút cho em. Hy vọng là hạnh phúc sẽ sớm đến với hai bạn nha. Dạ rồi, em cảm ơn. Em cảm ơn ạ. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Có duyên thì sẽ là bạn với nhau nha. Quà của em. Em cảm ơn ạ. À, mời rồi. Vũ. Tôi muốn là hai bạn ấy bấm nút, bởi vì hai bạn ấy nói thật thì cũng rất hợp với nhau, biết sao được ha. Đó là sự quyết định, sự chọn lựa của các bạn, và chúng tôi là luôn luôn trân trọng điều đó. Thật tiếc vì các bạn chưa có may mắn nhận được một suất chụp hình cưới trọn gói từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Những cái điều bất ngờ luôn luôn xảy ra trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV. Xin chào và hẹn gặp lại. Chưa? Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Có nắm tay chưa?
Trời ơi, nó lấy đời trai em luôn. Lấy đời trai em luôn. Với nóc tai. Trời ơi. Cái gì? Em bị ấn tượng bởi một bạn nam mà thông minh với là tinh tế. Buồn á, cứ nghĩ cách pha trò lên. Em gặp cũng có mấy anh thông minh á, nhưng mà chỉ là có mấy anh có vợ rồi thôi à. Mình đang đi, mình bận rộn á, bạn gái chỉ cần nhắn tin cho em cái câu là anh xã ơi, chiều nay mình đi ăn cái gì đó. Anh ước gì là em bánh bèo hơn chút. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.